Thảo Yên và Hải Đăng xin kính chào quý khán giả của Đài Lý Đồ Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 và hệ thống Galaxy 19. Và xin mời quý vị theo dõi phần tin cuối tuần và mở đầu với Thảo Yên. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết rằng có 190 thành viên quốc hội từ đảng Dân Chủ ngày hôm qua cho biết họ đã ký tên vào một văn bản để kiện lên tòa án liên bang về những cáo buộc rằng Tổng thống Donald Trump đã vi phạm hiến pháp, nhận tiền cũng như là quà cáp từ các công ty nước ngoài. Theo đó, thì đơn kiện này nhắm đến điều luật bất kỳ nhân viên chính phủ nào cũng không được nhận quyền lợi hoặc là quà cáp từ những công ty hay chính phủ của nước ngoài mà không có sự đồng ý của quốc hội. Đây là đơn kiện thứ hai cáo buộc Tổng thống Trump đã dùng quyền hạn để xây dựng đế chế kinh doanh và trục lợi riêng. Trước đó vài ngày, thì công tố tư pháp tại Maryland và Washington DC cũng đã nộp đơn lên tòa án cáo buộc ông Trump đã làm giàu trên cương vị Tổng thống bằng các khách sạn trong chuỗi Trump Hotel. Và theo như tờ Washington Post, ông Trump đã có đến 564 công ty lớn nhỏ khác nhau và đang hợp tác với 25 quốc gia trên toàn thế giới. Rất nhiều tài sản đã được chuyển về từ nước ngoài và có thể đã vi phạm hiến pháp. Nhiều ý kiến cho rằng ông Trump đang dùng nhiệm kỳ tổng thống của mình để tối đa hóa lợi ích dù trên danh nghĩa là con cái của ông hiện đang điều hành những công ty này. Và Tòa Bạch Ốc cũng đã không đưa ra lời bình luận gì, cũng như là Bộ Tư pháp từ chối các câu hỏi từ giới truyền thông. Và phần tin tiếp theo, công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller đã có một cuộc họp báo với Ban chỉ đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện về vấn đề điều tra ông Trump và Nga. Ông nhóm họp với Chủ tịch Ủy ban Tình báo Richard Burr và Phó Chủ tịch Mark Warner. Đây là một cuộc họp kín và mọi tin tức về nội dung cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh có tin ông Trump đang cân nhắc việc sa thải ông Mueller, trong khi các đồng minh chính trị và cố vấn thân cận của Tổng thống cảnh báo hành động này sẽ gây tổn hại chính trị. Theo tờ Washington Post, loan tin ban điều tra của ông Robert Mueller hiện đang điều tra ông Trump, liệu ông có hành vi cản trở tư pháp công chính hay không? Luật sư riêng của Tổng thống còn nói thêm, ông Trump chưa bao giờ, dù dưới hình thức nào, chỉ đạo hoặc gợi ý đề nghị ông Comey ngừng điều tra bất cứ ai. Và thưa quý vị, ông Robert Mueller, người đang đứng đầu cuộc điều tra liên bang về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, vào sáng hôm thứ Sáu đã mở rộng cuộc điều tra nhắm vào việc Tổng thống Trump cản trở công lý bằng cách ông Mueller đã thuê thêm 13 luật sư gia nhập vào Ủy ban điều tra. Ông Mueller đã tập hợp một nhóm các nhà điều tra hàng đầu, bao gồm các luật sư nhiều kinh nghiệm. Họ là những người đã từng đại diện cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, cũng như đã từng tham gia trong các vụ án như là Watergate đến vụ bê bối gian lận kinh tế của công ty Enron. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã bất ngờ thuê một luật sư kỳ cựu là ông Richard Cullen. Ông Cullen sẽ giúp cho ông Mike Pence xử lý những câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Ngay sau đó, trong 2 ngày liên tục, từ thứ Năm cho đến thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự bất mãn về cuộc điều tra đang nhắm thẳng vào ông. Và bằng cách ông la lối trên Twitter cá nhân, ông Trump đã gọi đây là một câu chuyện giả tạo và những người đang điều tra ông là những kẻ tệ hại và đầy mâu thuẫn. Sau đó, ông Trump lại mỉa mai rằng, thật buồn cười khi giờ đây tôi lại bị điều tra về việc sa thải ông Comey bởi chính người đã khuyên tôi nên sa thải ông ấy. Ông Trump còn bực bội cho rằng đáng lẽ ra bà Clinton nên bị điều tra mới đúng bởi vì phía đảng Dân Chủ mới có dính dáng đến nước Nga, còn ông chẳng làm gì cả thì nay lại bị điều tra. Và tất cả những sự hỗn độn này diễn ra chỉ trong vòng 150 ngày khi ông Trump lên lãnh đạo đất nước. Người dân vẫn đang nín thở để tiếp tục chờ đợi xem việc gì sẽ diễn ra trong vòng 4 năm sắp tới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây đã tuyên bố trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis toàn quyền quyết định về việc có gửi thêm quân đội tới Afghanistan hay không. Thông tin trên được một quan chức Hoa Kỳ giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters hôm thứ Ba. Vị quan chức này cũng nói rằng hiện số chưa có quyết định về số lượng quân bổ sung tới Afghanistan. Hiện nay đã có 8.400 quân lính Mỹ đồn trú. Một cựu quan chức Hoa Kỳ nói rằng quyết định trao quyền cho Mattis như vậy có thể cho phép Tòa Bạch Ốc lập luận rằng
chính phủ hiện nay không muốn can thiệp sâu vào các công việc quản lý hành chính như những gì chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từng làm. Các giới chức Hoa Kỳ đương nhiệm và cựu giới chức nói với Reuters rằng các cuộc thảo luận hiện nay đang xoay quanh việc bổ sung thêm khoảng từ 3.000 cho tới 5.000 quân nhân. Các lực lượng này dự kiến sẽ bao gồm lính không quân, các chuyên gia huấn luyện để hỗ trợ lực lượng quân chính phủ Afghanistan. Trong khi đó, tin từ Reuters cho biết, Tổng thống Trump sẽ công bố một sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại với Cuba, đảo ngược lại những thành quả mà chính quyền cựu Tổng thống Obama đã làm được trong những tháng cuối nhiệm kỳ. Vào hôm thứ Năm, trong một buổi phát biểu tại Miami, ông Trump đã nói rằng ông sẽ thắt chặt các quy định về du lịch của công dân Hoa Kỳ đi đến đảo quốc Cuba. Ông cũng sẽ hạn chế phần lớn các hợp đồng kinh doanh đối với những công ty Hoa Kỳ nào muốn làm ăn với tập đoàn Cuba do quân đội kiểm soát, gọi tắt là GAESA. Đây là một tập đoàn lớn tập trung vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Cuba, ngoại trừ hàng hải và hàng không. Tạm thời, chỉ có các hãng hàng không là vẫn có thể kinh doanh mà không bị ảnh hưởng từ những quy định mới. Tuy nhiên, hiện thì vẫn chưa rõ là những quy định mới này có cấm du khách của Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ khách sạn hoặc là nhà hàng do chính quyền Cuba sở hữu hay không. Chi tiết của những quy định này sẽ được quyết định trong vòng 30 ngày tới bởi Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo đúng như yêu cầu của Tổng thống Trump. Một quan chức trong chính phủ Hoa Kỳ cho biết rằng, chính quyền của ông Trump sẽ nới lỏng các quy định nếu như Cuba thực hiện những cải cách dân chủ như là cho phép bầu cử tự do công bằng hoặc là thả những tù nhân chính trị. Các chuyên gia thì phân tích rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không đóng cửa tòa đại sứ quán Cuba ở Hoa Kỳ cũng như là Hoa Kỳ sẽ không cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Cuba. Và phần tin tiếp theo, với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 97 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện đã đồng ý thông qua dự luật nhằm trừng phạt Nga liên quan tới cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Theo Reuters, lệnh trừng phạt Nga được áp dụng nhằm đáp trả sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Crimea. Cuộc tấn công mạng và can thiệp bầu cử cũng như các hành động gây hấn tiếp diễn ở Syria. Bình luận thêm thông tin trên phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính phủ Nga đang cố gắng tránh đưa ra các lệnh trừng phạt để đáp trả việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mới gây bất lợi cho Moscow. Thay vào đó, sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi dự luật này chính thức có hiệu lực. Và thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thông báo sẽ hủy bỏ chính sách được tạo ra dưới thời của cựu Tổng thống Obama. Chính sách cho phép hàng triệu cha mẹ nhập cư trái phép có con cái được sinh ra ở Hoa Kỳ được ở lại đây. Bộ trưởng Bộ Nội an, ông John Kelly vào chiều hôm thứ Năm đã chính thức thông báo hủy bỏ chính sách mà phía đảng Cộng hòa cho rằng quá hào phóng đối với một số người nhập cư bất hợp pháp. Chính sách đó gọi tắt là DAPA, tạm dịch là lệnh hoãn trục xuất cha mẹ của công dân Hoa Kỳ. Chính sách này được ban hành dưới thời Tổng thống Obama vào năm 2014, cho phép người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ nếu như sinh con tại đây sẽ được phép ở lại mà không bị trục xuất. Và những người di dân này sẽ được cấp giấy phép work permit mỗi 2 năm. Chính sách này được cho là nhằm mục đích nhân đạo, tuy nhiên lại chưa từng được hoàn toàn thực thi sau khi bị chính quyền của 26 tiểu bang phong tỏa thành công tại một tòa án ở Texas. Tòa án tối cao pháp viện sau đó cũng đã giữ nguyên phán quyết từ tòa án Texas. Ông John Kelly đã không tiết lộ liệu chính phủ của ông Trump có thay thế DAPA bằng một biện pháp nào khác cho phép những gia đình đã từng sống ở Hoa Kỳ hàng thập kỷ ở lại mà không bị trục xuất hay là không. Bộ Nội an chỉ nói rằng họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì chính sách DACA, tạm dịch là lệnh hoãn thi hành trục xuất những thiếu niên đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thời thơ ấu. Và chính sách này đã được Tổng thống Obama ban hành vào năm 2012. Tính đến ngày 31 tháng 3 này, hiện đang có 787.000 thiếu niên đang được bảo vệ ở lại Hoa Kỳ học tập dưới sự bảo vệ của chính sách DACA. Tin từ Panama, Tổng thống Panama đã có một thông cáo cho biết chính phủ nước này sẽ chuyển đổi mọi mối quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc sau nhiều năm ngoại giao mạnh mẽ với chính phủ Đài Bắc. Theo đó, Panama sẽ cam kết không còn bất cứ thương mại hay ngoại giao nào với Đài Loan.
đánh dấu thắng lợi ngoại giao mới nhất của Bắc Kinh trong nỗ lực cô lập Đài Bắc trên trường quốc tế. Cũng trong ngày, hai đại sứ Trung Quốc và Panama đã ký hiệp định thiết lập mối quan hệ. Điều này đồng nghĩa với Panama công nhận chính sách One China và coi Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng hai nước sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực về thương mại, đầu tư, du lịch và các vấn đề về hàng hải. Ngoài ra, Trung Quốc còn hoan nghênh việc Panama tham gia sáng kiến vành đai và con đường. Và thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng hôm thứ Tư ở London, khiến cho hơn 70 người thiệt mạng cùng vô số người khác bị thương. Hiện trường là một tòa nhà chung cư 24 tầng có tên là Grenfell Tower nằm ở phía tây của London. Lực lượng cứu hỏa cho biết rằng ngọn lửa xuất phát có lẽ từ tầng 2 hoặc là tầng 4 và đã nhanh chóng lan lên trên, sau đó bao trùm toàn bộ tòa nhà 24 tầng. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có gần 600 người ở bên trong tòa nhà và dự kiến là số người tử vong sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Những người may mắn đã chạy ra khỏi tòa nhà kể lại rằng chỉ trong vòng vài phút, khói đen đã mù mịt bốc lên và cả tòa nhà chìm trong biển lửa khi còn hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt ở bên trong. Tòa nhà Grenfell Tower 24 tầng được xây vào năm 1974, gồm khoảng 120 căn apartment và gần đây đã được tân trang lại với số tiền gần 11 triệu Mỹ Kim. Và giá thuê một căn apartment trong tòa nhà này là vào khoảng 2.500 Mỹ Kim một tháng. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm ngoái, một nhóm hoạt động được thành lập bởi chính các cư dân trong tòa nhà, gọi tắt là GAG, đã bày tỏ mối lo ngại về sự an toàn của tòa nhà, bởi vì theo họ, cả tòa nhà lại chỉ có một lối ra vào duy nhất, trong khi việc lắp đặt các bình nóng lạnh ở những hành lang khiến cho lối vào vốn đã nhỏ bé, nay lại càng chật hẹp hết. Chưa kể các rác thải từ những gia đình luôn dồn ứ, bao gồm những tấm nệm cũ ở đại sảnh có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, ban quản lý tòa nhà lại yêu cầu nếu trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì người dân cần ở yên trong nhà cho đến khi nhận được thông báo khác. Tổ chức GAG còn phát hiện ra rằng các bình chữa cháy trong phòng chứa máy móc cũng như là thiết bị điện đã không được kiểm tra thường xuyên. Ngay sau vụ hỏa hoạn thì nhiều chuyên gia đã khẳng định lửa không thể lan nhanh như vậy nếu như đã được lắp đặt thêm những lớp cách nhiệt. Liệu rằng những tấm ốp cách nhiệt vừa được gắn thêm có góp phần làm trầm trọng thêm vụ cháy này hay là không? Và theo lời kể từ một số nhân chứng, bên mặt có gắn lớp ốp này đã bị bắt lửa nguồn ngụt và cháy nhanh hơn những phần khác. Ngay lập tức thì ông thị trưởng của London là ông Sadiq Khan cũng đã yêu cầu mở cuộc điều tra về loại cửa chống lửa và hệ thống báo cháy của tòa nhà. Bà Thủ tướng Theresa May cũng yêu cầu các lãnh đạo địa phương phải mở những cuộc kiểm tra hệ thống báo cháy cho tất cả những tòa nhà cao tầng không những tại London mà còn ở nhiều thành phố khác. Xin quý vị vẫn giữ màn hình của đài Lê Đô Sài Gòn TV. Thảo Yên và Hải Đăng sẽ tiếp tục quay trở lại để gửi đến quý vị phần tin liên quan đến kinh tế, khoa học và giải trí sau một vài thông tin thương mại ngắn của đài quý vị nhé.